chuyên mục Những giọng ca còn mãi. Quý vị và các bạn thân mến, những ai yêu nghệ thuật chèo thì không thể không biết đến một nghệ sĩ được những học trò, những người hâm mộ đặc danh dành cho là vua hề chèo. Đó chính là nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tuấn, người được cho là đã đưa những vai hề từ chèo sân đình lên đến đỉnh cao của nghệ thuật chèo chuyên nghiệp. Những vai hề của các nghệ sĩ chèo chuyên nghiệp sau này đều mang dáng dấp từ cách hát, phong cách biểu diễn của người thầy đáng kính này. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cuộc đời hoạt động nghệ thuật và giọng ca vang bóng của vua hề chèo, nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tuấn. Chưa cấm rõ nên mà nó cù. Cấm rỡ chứ thầy. Sắc nhụt nhụt. Sao cái sắc đã nhụt gì thế? Cứ nhụt dần đi là vừa này. Sắc nhụt nhụt. Thầy ở nước lụt, thầy mới về đây. Ăn của nhà này thầy phụ hộ cho nhà khác. Thế mới gọi là phải ai thì tai người ấy. Sắc sắc nình nình, gió thổi đầu đình, bao chim cò phía này phải chết rét. Thầy không có áo thì thầy chết rét. Anh không áo cũng chết rét. Thầy chết rét. Anh em ơi, sao ra đây có phải xưng danh không nhỉ? Không xưng danh thì người ta biết là ai ạ? Giời sinh thánh ế. Thánh đế chứ. Ôi giời ơi, tôi làm thầy từ năm lên một, năm nay 61, không có ai mời đến đế sưng cũng có chứ. Giời sinh thánh đế, chỉ nước hạ huy, có nghề nghiệp chẳng giấu làm chi, chứ thực tên tôi là thầy bồ thủy. Bồ thủy chứ thầy. Bồ. Bồ. Chả là cái hôm mồng riêng tháng ngoái đấy. Mùng 1 tháng riêng năm ngoái. Làng vào đám có nấu một nồi cháo 30 để khao các quan. Tôi không cần bát đũa, cứ dùi trống tôi chấm mút mà hết cả nồi 30. Các bà đặt tôi là ông thầy bồ thủy đấy. Anh em ơi, sao? Kiếm một bản văn đi làm đám nha. Thầy thờ văn bà thượng à? Cào quá. Thế bà Thoải à? Bà Thoải để mà uống nước no à? Thì tôi thờ thánh nào tôi xào cái thánh ấy. Anh em à, chống phá chúng tôi nha. Bà chúa con của con mây tâu lạy bà nâng nhì nứng ở nâng nhì nứng ở. Bà rằng bà chúa con là con của chân bà hai cây mắt rằng một cây mai ý bà hai cái còng bà ở ngoài đồng kia là vốn khi xưa nâng nứng ở đâng nghỉ nứng ở. Bà ở ngoài đồng gặp cơn là cơn mưa gió, bà lọt vào vòng đám cỏ mây. Thằng bé xin thầy con mây tấu lại bà nâng nâng hỡ nâng nâng hỡ. Bà rằng thằng bé thầy mà xin thầy nó bắt nó bỏ bà vào giỏ nó đẹp ngày.
bà già con mấy tấu là gì bà nâng nâng hự nâng nâng hự. Bà rằng nó sẽ già bà là nó bỏ bà vào cái nhà cối nó đầm đi bà đi bóp đi bà đi bóp phải tát cái bà già già ngoại đồng. Vừa rồi là lối diễn xuất hóm hình của nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tuấn trong trích đoạn Phù thủy sợ ma. Thưa quý vị, thưa các bạn, nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tuấn yêu chèo, say chèo từ tấm bé. Trước cách mạng tháng 8, dù đất nước ta còn muôn vàn khó khăn của kiếp nô lệ và nghệ thuật chèo cũng lay lắt theo thời cuộc. Có một chàng trai trẻ ở Tiên Du, Bắc Ninh vẫn dành một tình yêu lớn đối với những câu hát, những vai diễn chèo nơi sân đình. Ít ai biết rằng tuổi thơ của nghệ sĩ Mạnh Tuấn cũng đẫm nước mắt. Ông sống cảnh mồ côi từ khi mới lọt lòng, rồi lớn lên phải đi ở đợ cho nhà địa chủ. Có lẽ do phải trải qua kiếp tôi đòi cơ cực, nên sau này những vai hề mà nụ cười nước mắt của nghệ sĩ Mạnh Tuấn cũng mang nặng những ân tình trong sâu thẳm nội tâm. Năm 14 tuổi, chàng trai Mạnh Tuấn đã xung phong tham gia cách mạng, làm công tác liên lạc cho du kích địa phương. Từ đó, năng khiếu của ông được bộc lộ và có cơ hội được thể hiện khi tham gia vào đội văn nghệ xung kích vùng địch hậu. Sau khi cách mạng tháng 8 thành công, rồi toàn quốc kháng chiến, ông đã mạnh dạn tham gia đội chèo Trung ương, sau này là Nhà hát chèo Việt Nam. Như cá gặp nước, ông được theo học các nghệ sĩ đàn anh như nghệ sĩ nhân dân Nam Ngũ, nghệ sĩ Tư Liên, v.v. Vừa học vừa làm, cùng tình yêu lớn và năng khiếu bẩm sinh. Không lâu sau, nghệ sĩ Mạnh Tuấn, từ một anh quản lý dụng cụ biểu diễn, đã vững vàng trên sân khấu chèo. Vừa bằng
bó cùng. Ôi dồi. Thui lùi bờ ao là thằng kẻ trộm. Ôi 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 ôi. Nó là thằng kẻ trộm vừa đố vừa giảng thế mà kêu bó. Mình quên khuấy đi mất, lại vừa đố vừa giảng như chứ lệ. Ừ, được rồi, câu khác này. Câu này anh có mà chịu cứng. Thì cứ đố đi nào. Thế tôi đố anh. Ừ. Tại sao con ve nó lại kêu được? Con ve nó kêu được. À. À, con ve kêu được là vì có cái ve, đúng chưa? À, đúng chưa? À, thế sao con ba ba cũng có ve lại không kêu được? Con ba ba có ve nhưng ở dưới nước thì kêu thế nào được? Con ếch ở dưới nước. Ê, sao lại kêu được? Ếch ộp 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 ộp. Ừ gì? Đây rồi, đây rồi. Sao sao sao? Con ếch dưới nước kêu được là vì có cái da ở cổ, đúng chưa? Cái thằng này đoán khá ghê. À, nhưng mà tại sao cái giày của tao bằng da lại không kêu được? Cái giày của mày bằng da nhưng đóng đinh thì kêu thế nào được nè? Thế sao cái trống bằng da mà đóng đinh lại kêu được? Đây đây, đây, kia kìa. Sao? Cái trống bằng da đóng đinh kêu được vì nó có mặt, có mặt. Có mặt à? Thế sao cái sàng của vợ tao có mặt mà lại không kêu được? Cái thằng này đố cái xoáy cho nó thêm ai mà giảng được cái thế mày à, đố chứ bí rồi đấy, bí rồi. À, đã đấy rồi. Cái sàng của vợ mày ở nhà có mặt nhưng không kêu được vì có lỗ. Có lỗ à? À, nhưng mà tại sao cái kèn có lỗ mà lại kêu được tò tí tè tí tè tò? Cái kèn có lỗ kêu được là vì có cái loa. Thì sao cái nơm của ta có loa lại không kêu được? Cái thằng đố hiểm ốc. Thế mới là đố chứ lại. Cái nơm mũ cá không kêu được. Ừ. Ờ vì có răng, có răng, có răng đúng à, không? À, thế sao mồm tao, mồm mày đầy răng mà lại kêu được? Ôi trời ơi! Mồm tao, mồm mày đầy răng kêu được là vì có cái lưỡi đây. Vậy cái cày có lưỡi sao lại không kêu được? Cái cày có lưỡi nhưng cắm đất nó không kêu. Thôi thôi thôi, đố thế này cả đêm đến sáng. Hát cầu được ta cùng gì, nhanh lên. Hát à? Ừ. Thế tao hát trước nhá. Mày mày hát trước, hát trước này. Đòn đòn răng xứ nghệ vui thay. Ôi trời ơi, vui thì vui vậy nhưng không tày bằng tỉnh Hưng Yên nhá. À, thế cái tỉnh Hưng Yên nó thế nào? Tỉnh Hưng Yên đòn đòn răng ở tỉnh Phú Lý Hưng Yên. Ấy lúc bây giờ có cô là cô con gái. Có cô là cô con gái. Trái nhìn chuyện cô nhớ nghe trong ấy mây chiếc giống cô. Ai theo vô tình nên bông. Bấp bình. Bấp bình. Bình bình. Bình bấp bình. Ấy mây chiếc giống một bầy là bầy con đi lội à lội à lội sông ấy mây đi tìm cô bầy như thương ai tôi con mắt tình đi nhìn rất nhìn rất nhìn rất là mà rất nhìn cô bầy như thương ai tôi con mắt tình đi nhìn chân là đi thất hẻo thất hẻo thất hẻo thất tha mà thất hẻo như chim ấy thả mồi ấy nay dù còn ngồi gậy Phú Lý đàn ôi sao mày là mày chẳng ngủ cho vội qua lưỡi nọ mà tay ta quan gia. Ôi trời ơi, quan gia, quan gia. Ai có gà thì dốt vào giá. Chúng ta vừa nghe trích đoạn Hề Mồi Đố Đá do nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tuấn và nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan thể hiện. Thưa quý vị,
Có thể nói, nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tuấn là một trong những viên gạch hồng đầu tiên của nhà hát chèo Việt Nam. Cùng với những nghệ sĩ lão thành và ban nghiên cứu chèo, ông đã góp công rất lớn để đưa nghệ thuật chèo từ sân đình đến chuyên nghiệp. Và nhất là những vai hề đã trở thành đỉnh cao của nghệ thuật chèo đều mang dấu ấn của vua hề chèo Mạnh Tuấn. Ông có lối diễn giản dị, mộc mạc, nhưng lại biết chắp nối những gì đời thường nhất vào sân khấu một cách tự nhiên. Ngoài ra, nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tuấn còn là người thông tường kim chương văn cổ, nhất là cách chơi chữ và hán nôm. Vì vậy mà những vai hề truyền thống qua sự sáng tạo chất chiêu của nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tuấn rất thâm thúy, sâu cay mà không thiếu tiếng cười. Trước đây, mỗi khi nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tuấn bước ra sân khấu là khán giả lại ồ lên không ngớt với những tràng cười vui nhộn như những vai diễn kinh điển Thầy Bói Đi Chợ, Phù Thủy Sợ Ma hay Hề Thìn Trong Tấm Cám. Mỗi vai diễn đều để lại những ấn tượng riêng sâu đậm trong lòng khán thính giả. Cái duyên hài cùng một thân hình nhỏ bé rất hợp để ông sắm những vai hề vai lão trong nghệ thuật chèo. Sau này, nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tuấn được mời giảng dạy, truyền nghề cho các thế hệ diễn viên chèo của Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội và Nhà hát chèo Việt Nam. Biết bao thế hệ diễn viên do ông truyền nghề nay cũng đã là những nghệ sĩ thành danh của làng chèo như các nghệ sĩ nhân dân Quốc Trượng, Quốc Anh, nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh và đặc biệt là những người con của ông cũng nối nghiệp cha theo chèo và góp phần gìn giữ phát huy nghệ thuật chèo, đó là nghệ sĩ nhân dân Minh Thu và nghệ sĩ Thanh Kha. Thưa quý vị, nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tuấn đã đi xa gần 20 năm. Nhưng những gì ông để lại như một công trình đồ sộ về vai hề của nghệ thuật chèo. Những băng âm thanh ghi lại giọng ca của ông cũng theo năm tháng mà không còn được nét nữa, nhưng đó vẫn là những tư liệu quý giá đáng trân trọng để các thế hệ sau này còn nhớ mãi đến ông với đặc danh vua hề chèo. À, trong buồng trò có thầy bói nào không? Thầy bói thì không có, nhưng thông manh giả thì có đó. Cây ngô đồng xương xa lác đác, đường đi những lạc ai có thấu. Cho đánh nhí. Đi từ lúc còn răng mà sao bây giờ vẫn chưa sáng nhỉ? Mới răng mới chả sao. Bà thầy đâu? Ra tôi dắt cho đi chợ nào. Ô, thầy mù thầy còn dắt được ai nữa? Mù à? Mù thế này mà vợ xấu không thèm lấy đâu. À thế thầy biết thế nào là vợ xấu nè? Trời không biết. Người đẹp thì cười khanh khái, người xấu thì cười đành đạch, còn cái người chữa thì cứ cười ục ạ ục ịch ục ạ ịch cái lạ gì mà không biết. À ta thế đấy. Nào ai hơn tớ cõi trần gian, tớ chỉ ở này có cái nhàn, tay gầy vai mang hòm sự nghiệp, giò lần chân lần vết giang san mà vội mà cần, tớ chẳng có đi đâu mà vội mà cần, cũng mà thăng con gậy cho lần bậc thang chứ tung hoành một cõi giang san, chẳng thèm nhấp và nháy chàng bàng nhìn ai sống ở trên đời cho nó đáp mặt là trai. Đáng mặt ta là trai, sống ở trên đời cho đáng mặt là trai, sỏi sành cũng lội, trông gai cũng trèo, dù ai sang chậm nói nghèo, dừng nó cũng chẳng nhìn theo làm gì, chứ nhất cao là cây núi Ba Vì. Là núi Ba Vì chứ mới nhất cao là núi Ba Vì. Tôi
tôi trông cũng chẳng lấy gì làm cao chứ nhờ ngày tháng chiều già quê cùng đàn nhịp và bách lúc nào cũng vui tôi chỉ giả vờ giàu biết sang tôi. Ôi trời ơi, chung quanh đây bao người đẹp, trời ơi. Sao thầy biết là người đẹp? Người đẹp thì mồ hôi nó bay ra người ta ngửi cũng biết chứ còn phải trông nè. Ghê quá nhỉ. Cất nội cất. Dạ. Còn có khôn con chớ có ly bì, con dạy con vén cánh đuổi, con dắt phải ra dãy hàng ngang cho thầy đó khách. Này, nhớ mua bức tranh khảm bức bách nhá. Tốn bao nhiêu tốn, con chớ có được làm càn đấy. Tốn mới chả càn. Thầy nhớ thủa khi xưa thời bàn cổ sinh dòng xé hoang. Ông Thái hoang chứ lệ. Anh có biết ối thịt gà xé còn ngon hơn thịt gà Thái. Dựng tam hoàng huynh đệ chứ tương kế. Thầy đây không phải người tứ xứ mà chính là người hiền tướng thông dong. Vì kinh đời không thể mở mắt trông, quanh năm ăn về nghiệp bốc. Thầy lại ăn bốc à? Ai bốc người ta bốc độn, bốc còn toan chứ ai lại bốc như con đi bốc cơm nguội ở nhà mà phải bắt cái đũa đấy. Đến cao tay như thầy Quỷ Cốc cũng có lúc phải nói mò, thế mới gọi là cốc mò cỏ lắm. Anh em ơi, sao ra đây có phải xưng danh nhỉ? Thế không xưng danh thì ai biết là ai nào? Như tôi giời sinh có mắt giời lại chọc đuôi, chẳng dâu gì thầy bói là tôi bói ra sự này đã có tiếng. Anh em ơi, sao hát câu đi chợ nhá. Già thời gì, già thời gì, cái con mắt tôi nó chẳng có ra tình gì. Bạn ngày vẫn là thấy tôi chỉ như đám đất đen, tôi đi đêm chẳng phải cầm mà đèn. Thấy con gái đẹp tôi chẳng thèm nhìn chi, ai có chào thầy cũng ngoảnh mặt thầy đi. Mai sớm gặp mày rồi. Sao thầy ơi? Hình như bà hàng nào đi chợ sớm đấy rồi cái bánh hay sao ấy. Bây giờ tốt quá chứ còn gì nữa. Hay quá, hay quá. Bánh rán nóng, bánh rán nóng. Vớ vả rồi. Hồng ơi. Sao đây thầy ơi? Châu bò nhà nào mà nó đi sớm thế? Ôi trời, thầy ăn bẩn thế. Đã đến chợ chưa bà con ơi? Đến chợ rồi thầy ạ. À. Ê, nhưng thầy trước mặt thầy có cái rãnh đấy. Có rãnh à? Có nhảy được không? Nhảy được thầy ạ. Tôi nhảy nhá. Ấy, sao thầy lại nhảy lại thế? Thế tao bảo nhảy đi là quân tử dại mà nhảy lại là quân tử khôn. Đấy là phương ngôn chứ nhỉ. Tôi nhảy đi nhá. Xuân Long xa thử thì không phòng, hạ trưởng chư dương phá bãi tòng, thu thỏ mã hầm hồng tất tử, đông hầu dậu xỉu phòng lạnh không. Sớm mai sớm mốt tiền tốt đặt hàng, ai bói toán thì vào nào. Dạ chào thầy ạ. À. Không dám, chào ông. Dạ cháu là đàn bà. Ôi trời, chết đàn bà đấy. Khất lỗi, cháu chào bà. Ấy chết, nhà có còn trẻ thầy ạ. Trời ơi, thế à, thế anh chào em. Dạ thưa thầy, mấy hôm nay nhà cháu bị mệt, chẳng biết rằng đồng trẻ về đâu nên cháu đến để xem thầy ạ. Đây, xem cho chán đi, xem là xem bói chứ xem gì thầy ạ. Xem bói chứ ai bảo xem gì của thầy mà. Thế xem gia sự cửa nhà tử tức cái con cái đấy nhỉ. Gia sự cửa nhà thì cũng vậy, mà tử tức con cái thì cũng thế. Tôi không thích xem hỗn độn đâu. Thế anh tuổi gì đấy? Dạ nhà cháu tuổi Mùi thầy ạ. Tuổi Mùi à? Vâng ạ. Thế à, thế còn em tuổi gì? Cháu tuổi Tý ạ. Úi giời ơi, đẹp đôi quá. Tý dí mùi mùi rồi, tí tí dí mùi mùi rồi, tí tí dí mùi rồi. Thầy
Em ơi, thế em đặt tiền quẻ đi. Dạ, cháu đặt tiền trăm đây ạ. Không, 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 tôi không bói tiền trăm đâu. Thế thầy bói tiền gì ạ? Tôi chỉ bói 99 đồng với đồng lẻ thôi. 99 đồng với một đồng lẻ thì cũng là 100 mà. À, cũng là 100 à? Vâng ạ. À, thế đủ cho đấy hả? À, em khấn tôi cái. Ấy, thầy làm thầy thì thầy khấn chứ cháu biết thế nào ạ? Ôi giời, chết thật, tôi học bói đây còn chưa học khấn cơ chi này. Thì em nghe tôi khấn thử nhá. Vâng ạ. Em đeo mo vào mặt, em đeo mo vào mặt, em đeo mo. Ấy thầy ơi, em Nam Mô A Di Đà Phật chứ thầy. Ôi chết, ông thầy ông dạy tôi ông nói nhanh quá. Tôi thì cứ tưởng là đeo mo vào mặt cái gì. À, thần phục vọng khê thủ khấu thủ đốn thủ bách bái. Lộng thiên phủ địa phủ thủy phủ tam phủ công đồng tướng phủ thần linh. Phục khi thần nông chứ công khổng tử tắc. Các hung cảm thông cầu tướng chí cũng là kim dương cũng quáng. Em xem tôi sắp đi ngửa nào. Hai đồng cùng sắp đấy thầy ạ. Hai đồng sắp à? Bát trận ta thừa đồng tục. Ấy chết, sao thầy lại đánh bạc ở đây chứ thầy? Chết rồi, quên. Tôi lại mê cái cây lắc đĩa tối hôm qua có chết không ấy chứ. Nhất hào âm, nhị hào dương, tam giao tứ kết. Ái da 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 da. Thà quẻ này thánh dạy là ông cụ thân sinh ra anh chết rồi có phải không em? Dạ không ạ. Ông cụ thân sinh ra nhà cháu vẫn còn chứ ạ? Chết rồi chi nị. Ông cụ thân sinh ra nhà cháu vẫn còn khỏe. Mới hôm qua cụ còn đi cày hết 3 thảo ruộng cơ mà. Ông cụ tam đại thì sinh nhà bố anh cơ mà. Ông cụ tam đại thì chết lâu rồi còn gì đấy, thánh đoán sát quá còn gì nữa. Mà ông cụ chết ban ngày có phải không em? Không, ông cụ chết ban đêm thầy ạ. Chết ban đêm thật à? Vâng ạ. À, xem nào. Lẽ ra hồn thác ban ngày thương con nhớ vợ hồn dậy thác đêm. Phải rồi, chết ban đêm, chết ban đêm. Mà ngôi mộ thì để ruộng cày có phải không em nhỉ? Không ạ, ngôi mộ đặt ở trên gò chứ ạ. Thế chả nhẽ thánh lại đoán sai mãi được à? Không, thầy xem lại xem chứ đúng là ngôi mộ ông cụ tam đại nhà cháu đặt ở trên gò đấy thầy ạ. Thế thì tôi bấm thử xem nhá. Vâng ạ. Tí tủm dần sàng thìn tị ngọ ngoại. À đúng rồi, lẽ ra để dưới ruộng cày bởi chưng nước lớn phải đưa ngay lên gò. Thế thì ngôi mộ để động to lắm em ạ. Chết, sao hả thầy? Động to, động thì trong ngõ, động ra động thì ngã bảy, ngã ba động về. Vâng. Nhà em có quái trong nhà nuôi được con chó nó cắn ra đằng mồm có phải không nhé? Chó nào mà chả cắn ra đằng mồm ạ? Úi giời ơi, cái giống chó cắn đằng mồm độc lắm đấy. Ngôi mộ động từ dưới động lên. Vâng. Nam tào bắt đầu ở trên chiếu bì. Kim tinh, thủy tinh, hỏa tinh, mộc tinh, linh tinh, rất nhiều hung tinh chiếu mạnh. Chết, thế bây giờ làm thế nào được hả thầy? À đây 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 đây, thánh có dạy cách chữa tiệt nọc đây này. Chữa thế nào ạ? Về nhờ bà con hàng xóm láng giềng đào cho cái hố bên cạnh ngôi mộ tam đại. Thế để làm gì hả thầy? Đem anh ra mà chôn nó xuống đấy. Ôi trời ơi, chôn thì chết chứ còn gì nữa. Có chết thì hết bệnh tật chứ nị. Thầy không đoán sát cháu đời lại chứ khỏe đấy. Chứ, để tôi đoán sát cho khỏe nha. Quẻ này là cảm mạo xương phong, phải khi mưa gió ngoài đồng. Cứ về cho ăn uống thuốc thang trăm ba là ngày là khỏi, không phải cúng bái gì nhá. Thế thôi à thầy? Mà khỏi là nhớ lẽ tạ thầy nhé. Dạ, thế nhà thầy ở đâu ạ? Ngã ba có cái biển đề đấy. Biển đề thế nào cơ hả thầy? Biển đề là thử sứ cấm bất đắc phong huế. Thế có nghĩa là thế nào ạ? Thế là mọi người đi qua không được vào nhà thầy bậy bạ có thế mà không hiểu gì. Dạ vâng. Thôi à, thế cháu chào thầy, cháu về. Em về nhá. Tử vi xem số cho người, số thầy thầy để cho ruồi nó bầu. Chúng ta vừa nghe trích đoạn Thầy bói đi chợ do nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tuấn và con gái là nghệ sĩ nhân dân Minh Thu thể hiện. Tiết mục này cũng đã kết thúc chuyên mục Những giọng ca còn mãi của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay. Chương trình có sử dụng tư liệu của đồng nghiệp. Biên tập viên Quỳnh Chi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.